Hello các bạn thân mến, mình đang ở ngay chỗ bún quậy Aladdin. Rất là vui khi trở lại tới quán bún quậy này. Các bạn biết không, khách du lịch đến Phú Quốc thì còn rất là nhiều bạn chưa biết đến nhiều cái tiệm bún quậy. Hôm nay mình đến ngay chỗ này để mình giới thiệu cho các bạn biết là chỗ bún quậy Aladdin là một trong những điểm ăn uống món ngon bún quậy ở Phú Quốc. Đó, thì các bạn biết không, ở chỗ này đặc biệt cái là phục vụ các bạn từ A đến Z luôn. Các bạn muốn ăn loại bún quậy chả tôm nè, hoặc là ăn có mực nè, đó, hoặc là chả cá nè, thì các bạn muốn ăn như thế nào đều phục vụ cho các bạn tận tình và theo nhu cầu của các bạn luôn. Đặc biệt là những cái món nước chấm là ở đây quán sẽ làm cho các bạn và làm sẵn luôn, pha sẵn rất là ngon, tuyệt vời luôn các bạn. Các bạn không phải là tự mình làm, tại nhiều khi các bạn không có biết cách pha, các bạn pha không có được như ý đó. Thì nên là quán đã có một cái công thức pha rất là truyền thống và ngon để mà ăn đặc biệt với cái món bún quậy Aladdin. Ok, các bạn tới quán ủng hộ nha, go. Các bạn thân mến, đây Mr. Hill đang có mặt ở ngay quán bún quậy Aladdin. Rất là ngon nha các bạn. Quán nằm trên đường Lý Thường Kiệt, gần ngay chỗ ngã tư Lý Thường Kiệt và đường Hùng Vương. Khi các bạn đến ngay chỗ Hùng Vương, các bạn đi quẹo bên phải vô Lý Thường Kiệt, thì các bạn hỏi bún quậy Aladdin ở đâu thì các bạn sẽ được chỉ tới ngay quán này luôn. Đây là một quán cũng có từ lâu ở Phú Quốc rồi, nhưng mà mình nghĩ là các bạn ít người biết đến ngay trên đường Lý Thường Kiệt này lắm, tại vì nó ở ngay vị trí này á, là ngay khu dân cư đó. Thì hôm nay mình tới đây, mình cũng review cho các bạn biết ở thị trấn Dương Đông còn có thêm một cái quán bún quậy Aladdin rất là ngon. Ok, bây giờ mình ăn cho các bạn xem. Đó, có chả này là chả tôm nè, đó các bạn, quá ngon luôn. Đây là chả cá nè các bạn.
các bạn, đây là tô bún quậy ở quán bún quậy Aladdin. Địa chỉ là 141 Lý Thường Kiệt, thị trấn Dương Đông. Ok, quay gần lại cho các bạn xem nha, rất là ngon. Các bạn biết không, ở quán bún quậy Aladdin á, thì cái đặc biệt ở đây là các bạn sẽ có một cái tô bún là có mực nè, đó, nguyên con mực tươi luôn. Thứ hai là có chả cá và chả tôm nè, cái này là chả tôm nè các bạn. Và cái quan trọng nhất á, bún quậy ở Phú Quốc, tất cả những cái nơi nào ở Phú Quốc mà làm bún quậy mở quán đều là bán bún tươi như vậy hết các bạn. Là cục bún bỏ vô máy là ép ra bún tại chỗ, ăn tại chỗ luôn đó, nên á là rất là ngon, không có quá chất phẩm màu gì hết. Và cái quan trọng ở Aladdin á, là bún quậy Aladdin là làm sẵn nước chấm cho các bạn luôn nè, các bạn không cần phải mình dắt chanh rồi thêm muối rồi thêm tiêu thêm này nọ, mà mình là được chủ quán làm sẵn nước chấm đó. Và nước chấm này là nước chấm gia truyền đó, để ăn chung với món bún quậy Aladdin đó, chấm hải sản đó các bạn, nước chấm hải sản ngon lắm. Mình đã ăn ở đây rất là nhiều lần rồi, Mr. Hill rất là thích cái hương vị bún quậy Aladdin ở đây, đặc biệt là cái nước chấm này nè. Chính cái nước chấm này mà mình cứ tới bún quậy Aladdin ăn hoài, ha ha, ngon lắm, ngon lắm. Dạ. Ok các bạn, quán bún quậy Aladdin thì mặt bằng cũng nhỏ thôi, nhưng đây là mặt bằng của gia đình, và gia đình đã có những cái công thức truyền thống để làm bún quậy. Và các bạn biết không, ở đây thì cái hương vị đặc biệt ngon nhờ cái nước chấm mà chủ quán làm từ công thức truyền thống để mà cho khách du lịch ăn với món bún quậy Aladdin này thật là tuyệt vời và ngon. Mình rất là mong các bạn sẽ thưởng thức một lần cho biết, và các bạn sẽ nhớ hoài, và khi đến Phú Quốc các bạn sẽ nhớ trong đầu đó là bún quậy Aladdin ở trên đường Lý Thường Kiệt, địa chỉ 141 nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mr. Hill, Đặng Hill Vlog là tên của mình, và nhớ đăng ký like và ủng hộ kênh của Đặng Hill Vlog nha. Bye bye. Mời bạn hãy xem video tiếp theo, hãy đăng ký và like cho kênh Đặng Hill Vlog nha. Hãy nhớ comment cho video của mình ở phía bên dưới nha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống, và chúc các bạn thành công trong con đường học tập cũng như là lao động nha. Bye bye.